Thưa quý vị, thưa các bạn, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế vừa thông báo về chiến dịch quy mô lớn được tiến hành trong 3 năm qua nhằm triệt phá thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm. Lực lượng 16 quốc gia đã theo dõi thành viên của các băng nhóm mafia, băng nhóm tội phạm châu Á, trao đổi về việc buôn bán ma túy, rửa tiền và nhiều hoạt động phạm tội khác. Các nhà chức trách cũng đã thâm nhập và ứng dụng được nhóm tội phạm sử dụng để đọc hàng triệu tin nhắn được mã quá và thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ ở 18 quốc gia trên khắp các châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và khu vực Trung Đông. Cảnh sát Australia cho biết chỉ tính riêng tại nước này họ đã bắt giữ hơn 200 tội phạm là thành viên của các băng nhóm hoạt động ngoài vòng pháp luật của tổ chức mafia Australia, tổ chức tội phạm châu Á và của nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm khác. Trong chiến dịch Ironside, cảnh sát Australia cũng đã thu giữ 3 tấn ma túy và 45 triệu đô la Úc. Chiến dịch gián đoạn chí mạng và hoạt động tội phạm có tổ chức không chỉ tại quốc gia này, mà còn giống hồi chuông cảnh báo tới hoạt động tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới. Đây là thời khắc lịch sử của lực lượng thực thi pháp luật Australia. Chiến dịch bắt giữ này được hình thành kể từ năm 2018. Australia, New Zealand và FBI đã sử dụng một ứng dụng mã hóa có tên gọi là Anom để theo dõi các băng đảng tội phạm có tổ chức. Cảnh sát New Zealand cho biết, trước đó FBI đã vận hành công ty thiết bị mã hóa có tên là Anom. Sau đó, các thiết bị này được phân phối trong thế giới ngầm. Anom đã trở thành một trong những dịch vụ nhắn tin phổ biến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Từ đó, các sĩ quan có thể đọc hàng triệu tin nhắn về các băng mua giết người cũng như kế hoạch nhập khẩu ma túy. Thông qua những tin nhắn này, cảnh sát đã ngăn chặn được nhiều thương vụ ma túy và các vụ xả súng hàng loạt.